năm hoa lá xôn xao lời như đón chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám mưa cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài lâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con. Muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang em thế nào. Anh cao khoảng chừng 20 mấy, quên lắm nhìn giờ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật không quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm người. Như anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám mưa cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài lâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con. Muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang em thế nào. Anh ta khoảng chừng 20 mấy, quên lắm nhìn giờ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật không quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm người. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm người. Nếu anh giữ chân em lại thì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Suy không thể không buồn, nhưng chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mất em đôi mắt lại u sầu, biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy. Muốn kể bên em tôi mới say nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ cần một cái gật đầu từ cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đang xe có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sáng sau nhưng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Làm lễ đính hôn thì gồm có mặt như ông nội bà nội, ông hai bà hai, ông tư bà tư, mợ năm thì con chắc ngồi mãi thôi. Giờ giới thiệu trong này rồi, đây là ba mẹ của chú rể ngồi dưới rồi. Vậy phía bên đây thì nhà gái giới thiệu vậy. Các ông các bà gia tộc họ nhà trai, tôi cũng xin tự giới thiệu là anh của cô dâu em Hưng,
được sự cho phép gia đình họ nhà gái. Hôm nay tôi cũng đại diện cho gia đình họ nhà gái. Lần đầu tiên tôi cũng xin gửi lời chào và chúc sức khỏe các ông các bà hai gia đình, toàn thể thanh niên nam nữ, bạn bè thân thiết của em Hân và em Thái được giáng sự nguyện sức khỏe vô biên, tìm vô chiên miên và hưởng chọn một cái năm Giáp Thìn tràn đầy hạnh phúc. Qua lời giới thiệu vừa rồi của ông đại diện hội nhà trai, tôi cũng thay mặt cho gia đình hội nhà gái hoàn toàn thống nhất về nhất trí. Lời giới thiệu vừa rồi các thành viên cũng như gia tộc của em Thái, thì hôm nay tới theo thì tôi cũng xin giới thiệu về phía hội nhà gái. Thành viên thứ nhất với sự hiện diện ông ngoại của em Hân, đề nghị quý vị cho rằng vỗ tay. Tiếp theo với sự hiện diện bà ngoại của em Hân, đề nghị quý vị cũng cho rằng vỗ tay. Tiếp theo ông Út, chính Út của em Hân. Tiếp theo thì bác ba, bác ruột của em Hân, đại diện cho bệnh nội. Và tiếp theo hai thành viên chính trong buổi lễ ngày hôm nay, cậu Út và mẹ Út, cha và mẹ của em Hân. Để tiếp tục nghi lễ của đính hôn hôm nay, thì về phong tục tập quán của mọi địa phương, mỗi gia đình cũng không giống nhau. Nếu phần nghi lễ có phần nào thiếu sót, mong nhà gái, quý cô bác nhà gái góp ý để cho buổi lễ phần long trọng và hai cháu vui vẻ, hạnh phúc. Vậy nhà trai đến làm nghi lễ có mang theo 10 mâm phẩm vật để cúng ông bà quá cố. Vậy cũng xin nhờ nhà gái kiểm tra mâm và cúng sắp lên bàn thờ gia tiên cúng giùm. Thì tiếp theo thì ông đại diện hội nhà trai cũng trình 10 mâm phẩm vật. Thì hội nhà gái chúng tôi cũng có đôi lời thống nhất và nhất trí mời chủ hôn hội nhà trai và chủ hôn nhà gái đứng lên hai gia đình để trao quà và nhận quà và xin quý ông bà cho phép chú rể để ra mắt và xá lại ông bà. Vậy bên nhà gái cho xá hay là lại? Xá được rồi. Gia đình nhà gái cháu. Vậy xá bốn xá. Bốn xá. Bốn rồi. Rồi. Hiện tiền. Vậy xin ông bà cho phép chú rể xá là tiếp theo luôn hai xá. Rồi con đứng ngay đây. Đây con xá hai xá nha. Rồi xá vô đây. Xá hai xá. Rồi xong. Vậy phần làm lễ ông bà đã xong. Thì giờ phần cho tặng nữ trang cho cô dâu. Thì giờ cũng mời nhà gái cho cô dâu ra để chú rể tặng nữ trang. Trước hết là một đôi bông hộp tròn 3.6 ly, một cặp nhẫn cưới hộp tròn, một dây chuyền mặt hộp tròn, 6 cây kiềng 3 cây là 30 chỉ, 6 chiếc vòng 3 cây 30 chỉ, 1 dây chuyền 2 cây 20 chỉ, 2 nhẫn bông mai 1 cây 10 chỉ, 10 miếng vàng, vàng miếng là 10 miếng, mỗi miếng 1 chỉ là 10 miếng 1 cây, tổng cộng là 100 chỉ 10 cây. Rồi sau đó là quà đặc biệt nữa là có một chiếc xe hơi 5 chỗ tặng cho cô dâu với chú rể là làm quà cưới. Rồi nhà trai có phụ cổ, tiền phụ cổ đó là 60 triệu. Rồi đám cưới mình tình luôn, tiền hợp tài là 30 triệu, cho cô dâu tặng cho cô dâu 10 triệu để trang điểm.
là tổng số là 100 triệu. Ngày tháng mãi trôi theo miền dung kia, nụ cười xinh bờ môi con dáng em yêu kiều, trong bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi. Lời yêu thương có đơn phương với em không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu? Người con gái dịu dàng như những cánh hoa hồng, liệu rằng anh biết tình mình muốn nói nhớ em được không em? Hỏi ông dẫu bao lâu cũng không sao. Mấy ngàn nơi xin nghe tuyệt vời, muốn theo em đi đến chân trời. Lắng nghe tim bồi hồi ngày đêm nhớ thương em, đến nơi nào anh sẽ gặp nàng. Mấy ngàn nơi xin đẹp tuyệt vời. Ở trên trần gian ngã ngủ bằng lòng than khốn khổ vì những tình tan đã cũ, gặp nhau là thiên duyên tiền định đã làm hai ta vấn vương. Nàng thì tàn biết ca biết làm tiếng ta chấn thương, vì chốc thương chốc nhớ nên muốn theo nàng mãi về sau. Nụ cười càng ánh mắt chúng ta lại càng muốn kề nhau, dẫu mai sau có bóng nàng mỹ nữ sắc hoa gọi mời thì nàng ơi ta sẽ luôn ở bên em trọn đời. Mình cưới nhau đi, hẹn hò rồi làm gì mà để đó em ơi. Hay
là mình với nhau đi. Thế nào em tính đi, hay là lên phường ta đăng ký kết hôn liền. Ta yêu nhau bao lâu anh chẳng chờ thêm nữa đâu. Yêu nhau tới tầm này anh chẳng cảm thấy lắng lo. Lỡ mày một em chán từ những cái mắm chay, chắc lúc đó anh chết là sao mới sống được. Thế nên cứ phải cười cười sớm em ơi, không thể để lâu lỡ mai nó nhìn bầu. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Thanh xuân kia đi qua vội lắm ai ơi, cho anh say tình nồng tròn kiếp bên em. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Em nói rồi làm gì mà để đó em ơi. Hay là mình cưới nhau đi. Mày tình đã mới cưới anh sẽ như một hoàng tử. Em là bạch tuyết xinh đẹp và dịu dàng. Tiếp tục chương trình buổi lễ thì tôi xin trình thiệp cưới luôn. Gia đình nhà trai trân trọng trình thiệp Tô Đình Thái và Ngọc Hân. Lễ tổ chức vào thứ sáu ngày 26 tháng 12 nhằm ngày 26 tháng 11 Giáp Thìn theo âm lịch, từ khoảng 6-7 giờ làm lễ hợp cẩn tại nhà trai. Thông tin nhà trai: chú rể Tô Đình Thái, cha chú rể Tô Nhân Thành, mẹ chú rể Quỳnh Thị Ngọc Hằng. Địa chỉ: ấp khu phố, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Phần thiệp cưới. Tiếp tục chương trình thì cái phần tặng quà và tặng nữ trang cho cô dâu đã xong. Thì tiếp tục chương trình để nay hai cháu được gọi ba mẹ ông bà hai bên là cũng như của chung. Thì hôm nay trước khi gọi ba mẹ thì hai cháu đã mời rượu ông bà hai bên để cùng nhau uống ly rượu để chúc mừng cho hai đây. Ngày lành tháng tốt gửi lời tỏ tình đến em, từng giây phút bối rối anh đã lỡ yêu em mất rồi. Làm sao khi giờ đây anh phải nói alo 1 2 đại bàng gọi chiếc cua nghe gió gật gù trả lời nha. Are you ok, em có đồng ý không nào, làm người yêu anh nhé sẽ chẳng sao. Anh sẽ đi cùng em trên những chặng đường quen, không bao giờ lùi bước trước khó khăn cuộc đời. Em hãy cứ vui cười và yêu anh rồi thì hãy tin, chẳng ai tốt bằng anh, người như anh đâu dễ tìm. Yêu anh trọn đời nha, yêu anh phải thả ga, xây lâu đài tình ai rồi sẽ chung một nhà. Anh xin phép ba mẹ đôi bên trở thành thông gia, rồi 9 tháng 10 ngày qua sau đám cưới của chúng ta anh sẽ được làm cha. Anh sẽ làm cha và em sẽ làm mẹ những đứa trẻ ra đời. Những nụ cười rạng ngời tuyệt vời trên vành môi là người ta thành đôi trong một gia đình nhỏ có hạnh phúc thật to. Bao tháng ngày mong chờ lời tỏ tình ngây ngô nghe rất thô và rất ngộ, nhưng mà đó là bằng cả trái tim của anh mang dành đến. Hãy gật đầu nhé em, vì đâu có dễ tìm một ông chồng lý tưởng như là anh đâu mà. Có vài câu thơ đại diện cho người gái trước tay mà thầy em đứng quay mặt đối mặt với nhau. Em ngoại gì? Em quay mặt đối mặt. Em thấy cầm qua dùm cho em Hân đi. Rồi em Hân để tay em vai cho anh Thắng. Xin chúc cho cha trong năm nhớ mãi xin chàng đừng quên, trong hoa giữa thịnh vẫn bên, tâm tầm tính đức anh luôn vẹn toàn. Qua này tặng lại cho nàng, hãy tặng qua lại cho em Hân. Qua này tặng lại cho nàng,
tình chồng nghĩa vợ chàng nào quên đâu, đôi ta chung sống bạc đầu, trăm năm trăm gối anh đâu bạc tình, trao nhau chiếc nhẫn duyên tình, những đeo xiềng chặt duyên tình đôi ta, cưới nhau hạnh phúc thủy chung, chung tay xây dựng tương lai vui vẻ. Đến đây buổi lễ xin kết thúc, các ông các bà có ý kiến gì không? Không được, tôi cũng xin tuyên bố buổi lễ kết thúc. Chúc cho các ông các bà được giảng sự việc thành công trong cuộc sống, và xin kết thúc buổi lễ. Và tiếp theo thì tôi cũng thay mặt cho gia đình họ nhà gái xin mời tất cả các ông các bà toàn thể hai gia đình, nam nữ thanh niên, bạn bè thân thiết của em Thái và em Hân tới chỗ đó dùng một buổi tiệc như chỗ chưa tới ổng ngủ đi mình tôi cũng chỗ đó luôn rồi, dùng một buổi tiệc với gia đình họ nhà gái của chúng tôi, xin trân trọng và cảm ơn. Rồi anh đã lỡ yêu em mất rồi, làm sao khi giờ đây anh phải nói alo 1 2. Đại bàng gọi chiếc cua nghe gió, gật gù trả lời nha, trả lời nha. Are you okay? Em có đồng ý không nào, là người yêu anh nhé sẽ chẳng sao. Người yêu ơi, anh vẫn thầm mơ một ngày mai, tay nắm tay bước trên con đường dài, sẽ mãi yêu nhau hoài và suốt kiếp sẽ mãi chẳng rời xa. Ngày hôm qua khoảng cách chúng ta vẫn còn xa, anh với em như kẻ xa lạ, rồi một giấc mơ nhạt màu mang em đến bên đời anh. Hãy để cho anh được yêu em, yêu em mãi thôi, hãy để cho anh được hôn lên bờ môi của em, ước muốn bên nhau chẳng xa rời với trái tim anh nguyện muôn đời. Nguyện thề yêu em yêu mãi thôi, có cố phong mặt cùng nhau vượt qua nhé em. Dẫu có trong đời thì ta sẽ mãi chẳng xa rời, hãy những ngày sao tận chân trời với những yêu thương dành cho người, gửi ngàn lời yêu đến em, hai ta sẽ một nhà. Chung rượu nồng, mình cô dâu chú thương nhau.
nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 vô. Cũng vui vẻ nha, cũng say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1, 2, 3 vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1, 2, 3 vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ xem có cha đẻ bầu. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi.